đây là một chiếc taxi đi giống cho anh Huy Kitin. Phong cách cổ điển nha, màu vàng nha. Mở cửa các bạn. Đây là một chiếc xe Ford Raptor màu xanh nha các bạn. Đây là chiếc xe Ford Raptor màu xanh nha. Đây là cái giảm sóc này. Bạn rất là bự nha các bạn. Cái giảm sóc này. Xe này hình như được nâng cấp đấy nha. Phía trên này là có bộ người đen các bạn. Đây là để chữa đồ nha. Wow. Đèn rất là sáng nha các bạn. Nhẹ chưa này. Wow, là đẹp nha các bạn. Chiếc đưa cho tiên hợp cho các bạn. Ô tô đây là cái ô tô nha. Ô tô nha. Cái này rất là cao nên có hình tên đi.